Diện công nhân và công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang hoàn thiện điều tra chỉ số hạnh phúc của công chức, viên chức, người lao động được thực hiện cuối năm 2022. Phạm vi thực hiện trên 6.000 người tại 12 tỉnh thành và một số công đoàn ngành như giáo dục, y tế. Dự kiến công đoàn sẽ công bố chỉ số hạnh phúc thường xuyên để có căn cứ tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xây dựng chính sách cho đoàn viên người lao động. Qua phân tích sơ bộ, diện công nhân và công đoàn ghi nhận có trên 2/3 số người lao động được hỏi mong muốn được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Khoảng 2/3 khác mong muốn có trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng đầy đủ. Ngoài ra, tăng lương tối thiểu, đi làm đủ sống, được cung cấp bữa ăn ca, bảo đảm an toàn thực phẩm, nơi khám chữa bệnh thuận tiện cũng được người lao động quan tâm.